tín hiệu tích cực của thị trường lao động Bình Dương khi các doanh nghiệp đang phục hồi tốt hoạt động sản xuất kinh doanh. Và để hỗ trợ doanh nghiệp, nhiều giải pháp kết nối cung cầu lao động đang được tích cực triển khai. Đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước là cầu nối để tuyên truyền vận động người lao động chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước ở doanh nghiệp. Việt Nam xuất hiện trường hợp mắc cúm AH9 đầu tiên từ trước đến nay, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn. Phần tin quốc tế, phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào sáng nay theo giờ Việt Nam tìm giải pháp ngăn chặn nguy cơ nạn đói ở dải Gaza. Xin chào quý vị khán giả, vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương tối nay thứ Bảy ngày 6 tháng 4. Và bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của chương trình. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có thư khen Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và cơ quan thuế các cấp tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã cơ bản thực hiện thành công phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương khen ngợi những kết quả thành tích mà Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và cơ quan thuế các cấp và các cơ quan liên quan đã đạt được trong thời gian vừa qua. Ra soát, có hình thức khen thưởng và đề xuất khen thưởng xứng đáng cho các địa phương và tổ chức doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong công tác này. Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Sáng ngày 6 tháng 4, tại thành phố Thanh Hóa, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức chương trình gặp mặt tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Tham dự chương trình có 163 đại biểu là các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và thân nhân của các gia đình liệt sĩ trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã tiến hành trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ, làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Vào 17 giờ ngày 7 tháng 5 năm 1954, lá cờ quyết chiến quyết thắng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng được bộ đội ta phất tung bay trên nóc hầm chỉ huy của Pháp tại Điện Biên Phủ, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, cuộc gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ tại tỉnh Thanh Hóa vào ngày 6 tháng 4 và Điện Biên vào ngày 17 tháng 4 tới là sự kiện thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 7 tháng 5 năm 1954, ngày 7 tháng 5 năm 2024. Chúng ta hôm nay và mai sau sẽ mãi mãi khắc ghi những công ơn to lớn của cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã anh dũng chiến đấu hy sinh, làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Ngày 6 tháng 4, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế có công văn khẩn gửi Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị tăng cường công tác phòng chống cúm gia cầm lây sang người sau khi ghi nhận ca mắc cúm AH9 đầu tiên tại Việt Nam. Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết, trường hợp xác định mắc cúm AH9 là bệnh nhân nam, 37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Đây là trường hợp mắc cúm AH9 đầu tiên của Việt Nam từ trước đến nay. Ngày 10 tháng 3, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt và tự mua thuốc điều trị, nhưng không thường xuyên. Ngày 16 tháng 3, bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi nặng nghi do virus. Kết quả xét nghiệm bước đầu tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện dương tính cúm A và có các đoạn gen tương đồng virus cúm A phân tuyếp H9. Theo kết quả điều tra dịch tễ, nơi bệnh nhân sinh sống thuộc khu chợ buôn bán gia cầm, đồng thời trước cửa nhà bệnh nhân có buôn bán gia cầm. Xung quanh khu vực gia đình bệnh nhân sinh sống chưa ghi nhận gia cầm ốm chết. Theo Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, đây là trường hợp mắc cúm AH9 đầu tiên của Việt Nam từ trước đến nay. Bộ Y tế khuyến cáo hiện tại đang là giai đoạn chuyển mùa, thời tiết thay đổi bất thường là điều kiện thuận lợi cho các loại mầm bệnh phát triển, gia tăng sự tương tác giữa các chủng virus cúm cùng với nguy cơ lây nhiễm sang các loài động vật có vú. Bộ Y tế nhận định trong thời gian tới vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm các chủng virus cúm gia cầm sang người.
Bệnh cúm gia cầm trên người hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cũng như là chưa có vaccine phòng bệnh. Để chủ động phòng chống bệnh cúm lây từ gia cầm sang người, người dân cần thực hiện tốt các biện pháp sau đây. Không ăn gia cầm, các sản phẩm gia cầm ốm, chết và không rõ nguồn gốc. Đảm bảo ăn chín, uống sôi, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn. Không giết mổ, vận chuyển, mua bán gia cầm và sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc. Hạn chế tiếp xúc, giết mổ, ăn các loài động vật hoang dã, đặc biệt là chim. Khi phát hiện gia cầm ốm, chết, tuyệt đối không được giết mổ và sử dụng mà phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương và đơn vị thú y trên địa bàn. Người chăn nuôi, buôn bán, vận chuyển và giết mổ gia cầm tuyệt đối tuân thủ các biện pháp dự phòng dịch bệnh thường quy. Khuyến khích đeo khẩu trang khi đi vào chợ gia cầm sống hoặc khu vực buôn bán gia cầm sống, rửa tay bằng xà phòng sau khi tiếp xúc với gia cầm hoặc sau khi đi vào chợ. Khi có biểu hiện giống cúm như sốt, ho, đau ngực, khó thở, phải đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời. Bộ Nội vụ đã nhất trí với đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục từ ngày 27 tháng 4 đến hết ngày 1 tháng 5. Trước đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có công văn gửi các cơ quan liên quan lấy ý kiến về đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày chiến thắng 30 tháng 4 và ngày quốc tế lao động 1 tháng 5 năm 2024. Hoán đổi ngày làm việc bình thường 29 tháng 4 và làm bù sang ngày khác. Như vậy, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục từ ngày 27 tháng 4 đến hết ngày 1 tháng 5. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội lý giải, việc hoán đổi ngày làm việc giúp kích cầu du lịch và tiêu dùng xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Việc hoán đổi cũng không làm thay đổi quỹ thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Thưa quý vị, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã có những tín hiệu tốt lên. Hiện tại, nhiều doanh nghiệp thuộc lĩnh vực dệt may, giày dép, sản phẩm gỗ đã nhận được đơn hàng đến quý 1 năm 2025. Vì vậy, việc giúp các doanh nghiệp tìm được nguồn nhân lực ổn định là vấn đề cần thiết để các doanh nghiệp sớm đi vào ổn định sản xuất. Thị trường lao động Bình Dương đang khá sôi động khi mà nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp vẫn ở mức cao. Nhiều vị trí việc làm đa dạng ở các ngành nghề đang chờ người lao động đến ứng tuyển. Tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương, hiện có hàng trăm doanh nghiệp hoạt động ở các ngành nghề đăng ký tuyển dụng hơn 6.000 người, bao gồm lao động phổ thông và có tay nghề. Nhu cầu tuyển dụng lớn nhưng nguồn cung lao động khá hạn chế, không đáp ứng đủ yêu cầu đặt ra của các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp tuyển dụng số lượng vẫn lớn, có một số doanh nghiệp gỗ hiện tại có quy mô tuyển dụng là khoảng 1.000 lao động. Đồng thời, các doanh nghiệp tuyển dụng may mặc, giày da vẫn đang ráo riết tuyển dụng. Tuy nhiên hiện tại thì nguồn lao động là không đủ đáp ứng cho doanh nghiệp. Chính vì vậy lao động có rất nhiều sự lựa chọn, họ sẽ lựa chọn những doanh nghiệp nào là tốt nhất. Tiêu chí bên em đưa ra là lao động học việc, lao động có tay nghề. Thì lao động có tay nghề vô thì bạn sẽ ăn là không có qua lương đào tạo, bạn sẽ ăn lương chính thức. Thì có những cái khoản phúc lợi thì nó sẽ cao hơn những cái bạn mà mới vô đào tạo. Để hỗ trợ doanh nghiệp, nhiều giải pháp kết nối cung cầu lao động đang được tích cực triển khai. Cụ thể, tăng cường các phiên giao dịch việc làm, kết nối thông tin tuyển dụng trên nền tảng số thông qua các trang thông tin điện tử, mạng xã hội, gắn với đẩy mạnh tư vấn giới thiệu việc làm cho lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, liên kết tìm nguồn lao động ngoài tỉnh. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt của thị trường lao động, các doanh nghiệp cần đưa ra những chính sách lương, phụ cấp phù hợp thỏa đáng. Gắn liền đó là những thông tin cụ thể về điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ, cơ hội thăng tiến cho những người giỏi chuyên môn, có nhiều cống hiến, để có thể giữ chân, thu hút được nguồn lao động. Hiện tại, một số doanh nghiệp tuyển dụng, tuy nhiên, mức lương đưa ra chưa cụ thể lắm. Chính vì vậy, người lao động vẫn còn hoang mang, chưa biết lựa chọn doanh nghiệp nào để vào đó làm việc. Chính vì vậy, doanh nghiệp là nên đưa ra các chính sách cụ thể, ví dụ mức lương cơ bản, lương tăng ca hay là hỗ trợ chuyên cần, các phúc lợi khác thì có thể là thu hút được nguồn lao động tốt hơn. Trong quý 1 năm 2024, nhu cầu tuyển dụng lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương khoảng hơn 22.000 người. Điều này cho thấy tín hiệu tích cực của thị trường lao động khi doanh nghiệp đang phục hồi tốt hoạt động sản xuất kinh doanh. Để ổn định thị trường lao động cùng với những giải pháp kết nối cung cầu, doanh nghiệp và người lao động cần nhận thức một cách đầy đủ trách nhiệm mỗi bên khi tìm đến nhau, đảm bảo hài hòa lợi ích, cùng cộng tác, gắn kết, nỗ lực cống hiến vì mục tiêu chung. Thưa quý vị, phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp là nhiệm vụ quan trọng.
Thực hiện tốt sẽ góp phần xác lập nền tảng hạt nhân chính trị ở cơ sở, từ đó tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với doanh nghiệp. Điều này được Liên đoàn Lao động thành phố Tân Uyên thực hiện rất tốt trong thời gian qua. Liên đoàn Lao động thành phố Tân Uyên đang quản lý hơn 550 công đoàn cơ sở với hơn 88.000 đoàn viên. Để đoàn viên công đoàn được đứng vào hàng ngũ của Đảng, thời gian qua, chi bộ Liên đoàn Lao động thành phố đã xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển đảng viên trong công dân, lao động tại các doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp trên địa bàn thành phố. Trong đó chú trọng bồi dưỡng những đoàn viên công đoàn có trình độ và năng lực để giới thiệu cho tổ chức Đảng kết nạp. Chi bộ Liên đoàn Lao động thành phố Tân Uyên được giao các chỉ tiêu phát triển đảng viên tập trung trong cái khu vực doanh nghiệp là công nhân lao động, đó là những đoàn viên ưu tú. Thì hàng năm thì căn cứ vào kế hoạch giao chỉ tiêu của Ban Thường vụ Thành ủy Tân Uyên, chi bộ Liên đoàn cũng xây dựng cái kế hoạch thực hiện. Hàng năm thì các cái chỉ tiêu giao phát triển đảng viên trong công nhân lao động khu vực doanh nghiệp đối với những công đoàn cơ sở mà trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Tân Uyên mà ở ngoài khu thì chúng tôi đều hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Chính việc thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước, trung bình mỗi năm chi bộ Liên đoàn Lao động thành phố đều kết nạp thêm từ 7 đến 8 đảng viên là công đoàn viên đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn. Đây là những giây phút thiêng liêng đối với các công nhân lao động, bởi sau một thời gian rèn luyện và phấn đấu, họ được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Là công tác phát triển đảng viên, sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định. Xin thề. Để trở thành một người đảng viên thì trong thời gian qua em đã cố gắng học tập, rèn luyện và nỗ lực rất nhiều, và trong thời gian sắp tới thì em sẽ phải cố gắng hơn nữa để trở thành một đảng viên ưu tú. Có thể thấy phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, bản thân các đảng viên cũng cố gắng phấn đấu để sản xuất và làm tốt công việc, nhiệm vụ của mình. Nhận thức được vai trò trách nhiệm của người đảng viên nên những nhân tố này luôn cố gắng là tấm gương cho những công nhân khác noi theo. Tôi cảm thấy rất là vinh hạnh vì sau một thời gian rèn luyện thì mình cũng đã được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đây là một bước ngoặt quan trọng để mà phát triển, tôi có thể phát triển và rèn luyện bản thân mình trưởng thành hơn. Trong cái buổi sinh hoạt chi bộ thì chúng tôi gợi ý và thông qua những cái bạn đảng viên này thì chúng tôi sẽ có nắm được những cái tâm tư, tình cảm của người lao động cũng như là những cái kiến nghị mà trong về phía người lao động cũng như là doanh nghiệp gặp phải trong quá trình mà thực hiện cái công việc mà trong quan hệ lao động như sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố. Từ thông qua kênh này thì khi mà trong các cuộc họp thì chúng tôi cũng kiến nghị đề xuất với chính quyền địa phương cũng như là những cái cơ quan ban ngành đoàn thể là tháo gỡ khó khăn thông qua kênh là các anh chị em là đảng viên trong công nhân lao động. Hiện tại, để tạo điều kiện cho các đảng viên sinh hoạt, rèn luyện và phát triển, chi bộ Liên đoàn Lao động thành phố Tân Uyên đã đổi mới cách thức sinh hoạt chi bộ. Việc đồng hành lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đảng viên từ các doanh nghiệp đã tạo nên sự đồng thuận để các đảng viên trở thành cầu nối để tuyên truyền, vận động người lao động chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước ở doanh nghiệp. Trong những ngày nắng nóng này, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm đang được mọi người đặc biệt quan tâm, nhất là việc ăn gì và ăn như thế nào cho các trẻ tại các trường bán trú. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự BTV tại một số trường học trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một. Trường Mầm non Hoa Phượng ở phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một có 11 nhóm lớp với trên 360 trẻ. Tất cả các trẻ ở đây đều học bán trú, nên các bữa ăn chính và phụ đều được bếp ăn của trường phụ trách. Không chỉ kiểm tra chặt chẽ nguồn cung ứng thực phẩm đầu vào, trường còn quan tâm thực hiện kiểm thực 3 bước hàng ngày và lưu mẫu thức ăn theo quy định. Vệ sinh an toàn thực phẩm, nhà trường rất quan tâm lên hàng đầu. Hàng ngày thì các cô mình trước khi vào bếp là phải tổng vệ sinh sạch sẽ rồi mới bắt đầu nấu nướng. Các cô mình thực hiện theo quy trình bếp một chiều hàng ngày để đảm bảo an toàn cho các bé khi ở trường. Chính việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ các khâu trong quá trình chế biến và phục vụ các bữa ăn, nên trong thời gian qua, vấn đề tổ chức bữa ăn cho các trẻ mầm non tại trường này đã đi vào đề đếp. Còn tại trường tiểu học Phú Hòa 3, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, có hơn 1.300 em học sinh tham gia học bán trú. Mỗi ngày, các em được bếp ăn của trường phục vụ một bữa ăn trưa. Cũng như các trường có tổ chức bếp ăn, khu vực bếp ăn của trường tiểu học Phú Hòa 3 được xây dựng theo quy trình một chiều, cam kết trách nhiệm với các cơ sở cung cấp thực phẩm có uy tín trên địa bàn.
Về phần nhà trường thì nhà trường rất chú trọng ở phần an toàn vệ sinh thực phẩm cho các em. Thì nhà trường thường chú trọng đến hai khâu. Khâu đầu tiên là về cung cấp thực phẩm, rồi phần thứ hai là phần chế biến. Rồi về cái nguồn cung cấp thực phẩm thì phải đảm bảo. Thì ở đây nhà trường đã chọn cơ sở do phòng giáo dục, chỉ đã được phòng giáo dục cho phép, cấp phép. Rồi và nhà trường cũng thường xuyên kiểm tra là khi mà công ty thực phẩm tới thì nhà trường phân công ban giám hiệu và bên ban chỉ đạo an toàn vệ sinh thực phẩm của nhà trường để thực hiện công tác kiểm tra về thực phẩm của đơn vị cung cấp. Ở mỗi cấp học, việc tổ chức các bữa ăn cho học sinh bán trú đều không giống nhau. Điều này phụ thuộc vào độ tuổi và cân nặng của các em. Tại các trường học, các thực đơn được xây dựng trước hàng tuần với đa dạng món ăn, đủ các nhóm chất nhằm đảm bảo dinh dưỡng cho các em học sinh. Ban chỉ đạo sẽ thực hiện kiểm tra thường xuyên hoặc là đột xuất. Rồi cũng phối hợp với bên hội phụ huynh học sinh là lâu lâu cũng sẽ thực hiện cái đợt kiểm tra đột xuất giờ tới, nhưng mà có báo trước cho nhà trường để nhà trường chuẩn bị. Đó, sẽ báo trước được nhà trường sẽ thực hiện và cùng phụ huynh, cùng hội phụ huynh chúng xuống kiểm tra trực tiếp là khi các bác ăn hoặc là khi nhà bếp nấu. Với sự quan tâm thực hiện tốt vấn đề an toàn thực phẩm tại các trường bán trú trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, chắc chắn sẽ hạn chế ở mức thấp nhất các vụ ngộ độc thực phẩm, giúp học sinh có sức khỏe tốt, phát triển toàn diện. Thưa quý vị, quá trình thi công dự án đầu tư vỉa hè cây xanh thoát nước chiếu sáng đường Huỳnh Văn Lũy đã ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhiều nhà dân. Nhiều nhà đã bị sụp lún, nứt vách, có khả năng sập đổ bất cứ lúc nào, khiến người dân lo lắng. Khi thực hiện thi công vỉa hè đường Huỳnh Văn Lũy, thành phố Thủ Dầu Một, một số nhà dân nằm sát đường đã xuất hiện các vết nứt trên đường, sụp lún nền móng. Đây là hiện trạng nhà chị Huỳnh Thị Bảo Tuyết thuộc khu phố 8, phường Phú Mỹ. Các vết nứt tường ngày càng rộng, có nơi đã rớt cả mảng vách. Đó là chưa kể móng nhà bị sụp lún sâu vào trong sân đến vài mét. Cả vách trước nhà chị có nguy cơ đổ sụp bất cứ lúc nào. Điều đó khiến gia đình chị hết sức lo lắng. Nước, tường nước như vậy nè, anh thấy á, bây giờ nó muốn sập luôn cái vách này rồi. Mà báo với chính quyền địa phương á, đơn vị thi công rồi á, thì người ta cứ hứa hẹn nhưng mà không có khắc phục, toàn là hứa với hẹn. Rồi hả, bây giờ mình hả sống trong cái sự nơm nớp lo sợ hàng ngày. Qua ghi nhận thực tế, không chỉ nhà chị Tuyết, có đến gần 10 hộ xung quanh cũng có tình trạng tương tự. Nhẹ thì xuất hiện những vết nứt dưới nền, nặng thì cong cột sắt, nứt tường. Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do khi thi công nền đường, các nhà thầu sử dụng các thiết bị đào móc lu rung nên gây ảnh hưởng đến công trình nhà dân. Mong muốn là cái thứ nhất là khắc phục cái đường đi để cho ra vô đi lại đi sinh hoạt rồi cho nó thuận tiện. Cái thứ hai là phải khắc phục xây dựng mới lại hoặc sửa chữa hay là có một cái biện pháp nào đó hỗ trợ cho bên em để tụi em yên tâm. 20 ngày nay thì nói chung là cũng nằm trong thấp thỏm lô, là nói chung là đi ra không dám ra khỏi nhà mà đi vô không dám vô nữa. Vì anh tưởng tượng là anh cũng nhìn anh sập chiếc bên kia sập nhà tới nơi rồi thì làm sao mà ngồi dám được. Không có dám ngồi trong nhà xia cộ phải đi gửi hết rồi đi đằng sau chứ có đâu có dám đằng trước đâu. Được biết, dự án gây sụp lún nứt nhà dân này là công trình đầu tư vỉa hè, cây xanh thoát nước chiếu sáng đường Huỳnh Văn Lũy. Chiều dài toàn tuyến là 2.100m, cả hai bên mặt đường do Ủy ban Nhân dân Thủ Dầu Một là chủ đầu tư. Công trình này nhằm chỉnh trang đô thị, tạo thêm tiện ích cho cuộc sống người dân. Dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 12 năm 2024. Song thời gian gần đây, khi dự án thi công, người dân ở khu vực này lại phải sống trong cảnh bất an khi nhà cửa bị ảnh hưởng, gây xáo trộn đời sống sinh hoạt hàng ngày. Ngay sau khi nhận phản ánh về tình trạng thi công vỉa hè đường Huỳnh Văn Lũy gây sụp lún nứt nhà dân, chủ đầu tư dự án đã có những động thái phản hồi tích cực. Ban quản lý đầu tư xây dựng thành phố Thủ Dầu Một cùng đơn vị thi công xuống công trình kiểm tra thực tế, ghi nhận hiện trạng nhà dân. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị khán giả trong chương trình thời sự ngày mai. Ngày 6 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết là đang tạm giữ 12 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng. Theo điều tra ban đầu, đối tượng Trương Tấn Lộc, sinh năm 2005, hộ khẩu thường trú tỉnh An Giang, có mâu thuẫn cãi nhau với Trần Chính Minh, chưa rõ nhân thân lai lịch, nên cả hai cùng hẹn gặp nhau để nói chuyện giải quyết mâu thuẫn. Khoảng 19 giờ ngày 2 tháng 4, Trương Tấn Lộc đã rủ thêm nhóm bạn đi trên 8 xe mô tô, mang theo hung khí tự chế đến điểm hẹn để tìm nhóm của mình.
Khi đến trước cổng trung tâm y tế thành phố Dĩ An, thì nhóm của Lộc gặp Bùi Anh Kiệt, sinh năm 2008, hộ khẩu thường trú tỉnh An Giang, điều khiển xe mô tô chở Trần Công Nhật, sinh năm 2008, hộ khẩu thường trú tỉnh Thừa Thiên Huế. Cho rằng Kiệt và Nhật cùng nhóm với Minh nên các đối tượng trong nhóm của Lộc đã cầm hung khí đuổi theo. Lo sợ bị đánh nên Kiệt tăng ga chở Nhật bỏ chạy. Do chạy với tốc độ cao, Kiệt và Nhật va chạm với xe mô tô của hai người phụ nữ chở theo một cháu bé đang chuyển hướng qua đường. Hậu quả làm Kiệt và một người phụ nữ tử vong. Trần Công Nhật cùng người phụ nữ còn lại và cháu bé bị đa chấn thương. Sau khi té ngã, Nhật ngồi dậy thì bị nhóm của Lộc chạy đến đánh và dùng dao chém, rồi nhanh chóng tăng ga bỏ chạy khỏi hiện trường. Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh xác minh, truy xét các đối tượng có liên quan. Qua làm việc, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra cũng thu giữ 3 dao tự chế, 8 xe mô tô mà các đối tượng sử dụng để gây án. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Ngày 6 tháng 4, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước vụ tấn công Đại sứ quán Iran ở Syria, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ, Việt Nam lên án vụ tấn công, kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, không sử dụng vũ lực, giải quyết bất đồng bằng các biện pháp hòa bình. Hiện vụ tấn công Đại sứ quán Iran đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ chiến tranh toàn diện giữa Iran và Israel. Trong khi đó, thì cuộc xung đột Hamas-Israel sau gần 6 tháng bùng phát đã khiến Gaza đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo thảm khốc. Trong bối cảnh đó, thì nhiều tiếng nói khẩn thiết tiếp tục kêu gọi đẩy nhanh quá trình ngừng bắn tại Gaza đã được đưa ra tại phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào sáng nay, theo giờ Việt Nam. Thưa các đồng nghiệp, trong 15 người chúng ta đang ngồi quanh bàn này, nếu chúng ta gặp nhau ở Bắc Gaza ngày hôm nay, cũng đồng nghĩa tất cả 15 người sẽ bỏ bữa ăn trong những tháng qua. 10 người suốt ngày đêm không ăn, một nửa trong số chúng ta sẽ rất cần đến viện trợ nhân đạo. Và cuối cùng, ít nhất 5 người sẽ là cha mẹ của những đứa trẻ bị suy dinh dưỡng trầm trọng. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia nhấn mạnh, các biện pháp giảm nhẹ như thả viện trợ nhân đạo và xây dựng cảng hàng hải tạm thời sẽ không cải thiện được tình hình ở dải Gaza. Chia sẻ quan điểm này, Phó Thường trực Mỹ tại Liên minh châu Phi John Kelly nhấn mạnh, lệnh ngừng bắn ngay lập tức là điều cần thiết để ổn định và cải thiện tình hình nhân đạo cũng như bảo vệ sinh mạng của những người vô tội. Ngoài nạn đói ở Gaza, Hội đồng Bảo an cũng kêu gọi những đánh giá độc lập và rút ra những bài học để ngăn chặn nguy cơ tái diễn vụ không kích của Israel ở Gaza khiến 7 nhân viên của tổ chức nhân đạo World Central Kitchen thiệt mạng. Na Uy có kế hoạch tăng chi tiêu quân sự lên tới 56 tỷ đô la trong 12 năm tới để tăng cường khả năng phòng thủ trước các thách thức an ninh. Thủ tướng Jonas Gahr Støre cho biết đây là mức tăng lịch sử trong chi tiêu quốc phòng của Na Uy. Kế hoạch này, nếu được thông qua, ngân sách quốc phòng của Na Uy sẽ tăng gần gấp đôi vào năm 2036. Xung đột tại Ukraine đã làm thay đổi đáng kể quan điểm của Na Uy về chi tiêu quân sự. Quốc gia Bắc Âu này có chung đường biên giới với Nga ở Bắc Cực, nhưng chưa bao giờ có chiến tranh với nước láng giềng phía Đông. Ngày 6 tháng 4, Mexico tuyên bố đã đình chỉ quan hệ ngoại giao với Ecuador sau khi cảnh sát Ecuador bắt giữ cựu phó tổng thống Ecuador, ông Jorge Glass, tại Đại sứ quán Mexico ở Quito vào tối 5 tháng 4. Qua mạng xã hội X, Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador gọi vụ bắt giữ là vi phạm luật pháp quốc tế và chủ quyền của Mexico. Trước đó, ngày 5 tháng 4, chính phủ Mexico đã cấp quy chế tị nạn chính trị cho ông Glass. Trong khi đó, trên tài khoản X của mình, Tổng thống Ecuador Daniel Noboa nhấn mạnh, Ecuador là một quốc gia có chủ quyền và sẽ không cho phép bất kỳ tội phạm nào đứng ngoài vòng pháp luật. Cựu phó tổng thống Glass bị kết án 2 lần vì tội tham nhũng. Ông này đã ẩn náu trong Đại sứ quán Mexico kể từ tháng 12 năm 2023. Phát biểu trong chuyến thị sát hiện trường cây cầu Francis Scott Key, thành phố Baltimore, bang Maryland bị sập, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng, Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết sẽ làm mọi điều có thể để xây dựng lại cây cầu. Tổng thống Biden bày tỏ chia buồn với thân nhân của các công nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn. Ông cho biết một tuyến kênh mới cho phép việc cập cảng Baltimore, một trong những cảng bận rộn và hoạt động thường xuyên nhất trên cả nước Mỹ, sẽ được mở vào cuối tháng 5 tới. Trước đó một ngày,
công binh lục quân Mỹ cho hay có kế hoạch mở một tuyến kênh mới dẫn đến cảng Baltimore vào cuối tháng 4 này nhằm giải quyết tình trạng tắc nghẽn của tuyến vận tải thương mại trên sông do cầu Francis Scott Key bị sập và kỳ vọng khôi phục hoàn toàn việc tiếp cận cảng vào tháng 5 tới. Các nhà khoa học Australia mới đây đã đưa ra một thông tin tích cực về sự hồi sinh của các rạn san hô. Đây vốn là các hệ sinh thái đa dạng sinh học nhất trên trái đất, chiếm chưa đến 0,1% diện tích đại dương trên thế giới, nhưng lại hỗ trợ 25% sự sống trong đại dương. Theo kết quả nghiên cứu của các chuyên gia thuộc Viện Khoa học Hàng hải Australia và Đại học Tây Australia, các rạn san hô có thể phục hồi sau hiện tượng tẩy trắng do sóng nhiệt ở biển gây ra nếu có đủ thời gian. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng nhấn mạnh, san hô có thể phục hồi sau quá trình tẩy trắng, nhưng chúng sẽ không có đủ thời gian để làm điều này do biến đổi khí hậu đang tiến dần đến điểm tới hạn. Tẩy trắng là hiện tượng xảy ra khi nhiệt độ nước biển tăng cao, khiến màu sắc rực rỡ của san hô biến mất, chỉ còn lại duy nhất màu trắng. Vào tháng 3 qua, các cơ quan quản lý xác nhận Great Barrier, rạn san hô lớn nhất thế giới và là di sản thế giới được UNESCO công nhận, đang trải qua hiện tượng tẩy trắng hàng loạt lần thứ 5 trong 8 năm qua. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt quý vị.